Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thực trạng người dân xâm lấn rừng phòng hộ có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là một số rừng tự nhiên đã bị người dân chặt phá. Do không nhận biết rõ, một số hộ dân đã vi phạm quy định về bảo vệ rừng phòng hộ. Cả biệt có một số trường hợp đã biết nhưng vẫn cố tình lấn chiếm, xâm hại rừng phòng hộ, gây ra nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và quản lý rừng trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là diện tích 450 m² rừng vừa bị chặt phá thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. Qua điều tra của lực lượng chức năng, diện tích rừng trên do ông Hồ Văn Bình ở thôn Xóm Mới, xã Vĩnh Ô chặt phá với mục đích sau khi lấn chiếm rừng tự nhiên xong, ông Bình trồng tràm trên khu vực lấn chiếm và sau đó tự nhận đất của mình. Thực trạng lấn chiếm rừng phòng hộ không chỉ xảy ra tại địa phận thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, mà đến nay diễn ra ở hầu hết các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Phá rừng là sai mà đều phải mình phải làm để mới có ăn. Không làm thì lấy gì mà ăn. Còn biết sai thì sai rồi mà chứ biết sai mà chấp nhận phải làm. Mình đã nhận được cấm rồi mai mốt thì không phát nữa. Điều đáng nói, thực trạng xâm hại rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Cụ thể như xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh được Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bàn giao trên 600 hectare rừng để giao lại cho người dân quản lý và sử dụng. Qua đó, mục đích chính là quản lý và bảo vệ rừng, hạn chế nạn xâm lấn rừng phòng hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vì nhiều lý do khác nhau, xã Vĩnh Ô mới chuyển giao cho người dân khoảng trên 20 hectare. Lâu nay cái truyền thống của bà con người Bru bên kia thì thường thường là cứ đốt nương làm rẫy. Thì thực sản mà lấn chiếm rừng này thì chủ yếu là dân ở đây là cứ nghĩ là rẫy cũ của họ là bà con ngày xưa là cái ông cha ngày xưa để lại, đó là rẫy của họ là thuộc chủ họ. Nhưng thật sự ở đây là cái cứ nghĩ như vậy. Cho nên dân một ngày một cứ lấn chiếm để mà lấy đất để trồng cây. Hiện nay thì đang trong cái phòng hộ đã giao cho xã thì hiện tại thì trong cái đất mà giao cho xã thì ở đó là có vừa là cái đất sản xuất mà vừa là có cái rừng phòng hộ mà chủ yếu trong này là phần nhiều là để rừng tự nhiên. Thì trong cái này thì người dân thì có chưa vì mình xã là chưa bàn giao cụ thể cho người dân thì người dân cứ nghĩ là giao cho xã là để là xã giao cho là dân khai thác nhưng mà thật sự ở đây là người dân chưa hiểu được cái vấn đề đó nên xã đang còn ra soát lại nào là đất dân sản xuất nào là đất của phòng hộ để là cho dân quản lý cái đất cái rừng đó để nhằm khai thác tránh khai thác rừng. Thì hiện nay thì xã đang còn một cái để bàn giao cụ thể cho từng hộ gia đình để quản lý trong cái rừng này. Chính sự chậm trễ của chính quyền địa phương cấp cơ sở trong việc giao rừng cho người dân là một trong những nguyên nhân dẫn đến người dân lấn chiếm đất rừng của nhà nước. Hiện một số nơi rừng tự nhiên người dân lấn chiếm, trong đó có nhiều loài cây đường kính 30 cm đến 50 cm bị người dân đốn hạ. Vấn đề lấn chiếm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn biến khá phức tạp. Trong cái giai đoạn mà cái đất mà giao lại cho ủy ban xã quản lý 609 hectare này thì phòng hộ chuyển qua thì đang còn ủy ban xã đang còn chỉ đạo các ban ngành là ra soát lại để mà là chia đất cho người dân. Thì trong này thì trong cái trên cái đất này thì có những một vài cái những cái cây gỗ rồi còn sót lại thì bên kiểm lâm địa bàn cũng như là ủy ban xã đang tiến hành ra soát lại và là chia đất và những cái diện tích rừng thì như nào là còn lại thì chúng tôi sẽ là lập cái kế hoạch và báo cáo lên cấp trên để giữ lại những cái rừng tự nhiên nhỏ mà còn lại 0,1 0,2 đấy là để mà tiếp tục bảo vệ quản lý chứ không cho người dân là làm rẫy để mà trồng rừng. Hiện nay trên địa bàn thì chúng tôi quản lý 21.715 hecta. Trong diện tích mà bà con lấn chiếm ấy thì trên địa bàn thì hiện nay thì đến thời điểm này thì đã xảy ra 5 vụ. Hiện nay thì tình trạng lấn chiếm rừng của người dân thì nhiều vì người dân rất thiếu đất sản xuất. Ban quản lý rừng phòng hộ thì cũng đã phối hợp với chính quyền xã cũng như kiểm lâm địa bàn đã tiến hành tuyên truyền cho bà con tại các thôn bản
và đồng thời cũng chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách cũng như các tổ nhân quản bảo vệ rừng của các xã thì đã tiến hành kiểm tra tuần tra và nhắc nhở bà con ngay tại rừng để đuổi bà con không để xâm lấn diện tích rừng phòng hộ. Khó khăn hiện nay thì cái diện tích mà nằm trong vùng ranh giới giữa diện tích đất của ban và đất của các xã thì có nằm xen lấn giữa đất bà con và đất của cơ quan, thì cũng đã bảo là bà con thì một năm thì lấn một ít, tức là một năm lấn cỡ mét hai mét gì đấy, và để đó là rất là khó khăn cho trong công tác quản lý bảo rừng. Theo thống kê, từ đầu năm đến cuối tháng 5 năm 2020, tại lâm phần của các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã bắt giữ và phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 24 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Qua đó, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 12 vụ. Tổng số lâm sản bị tịch thu của các vụ việc là gần 23,5 mét khối gỗ quy tròn. Đáng chú ý là số vụ phá rừng trái phép diễn ra trong phạm vi quản lý của các ban quản lý rừng trên địa bàn vẫn còn nhiều. Trong đó có 8 vụ phá rừng trái phép với diện tích rừng bị phá trên 3,2 hectare. Trước áp lực sinh kế của bộ phận không nhỏ người dân thì tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng để canh tác nương rẫy, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản vẫn xảy ra. Đối với rừng phòng hộ là nó rất gần với người dân, rất gần với nương rẫy của người dân, nên chí là cái tình hình người dân lén lút không kể ngày lần đêm là lén lút vẫn là phạt nương làm rẫy, xâm lấn rừng phòng hộ, đấy là cũng là một vấn đề rất nan giải đối với ban quản lý rừng phòng hộ. Đề nghị với là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban tỉnh là bóc tách những cái phần nương rẫy cũ của dân trước đây nó xen lẫn vào rừng phòng hộ để mà giao về cho chính quyền địa phương, cho bà con quản lý, để là người ta có cái nương rẫy, người ta sản xuất để mà giảm bớt cái áp lực tấn công vào rừng. Thì vừa rồi thì ban là cũng trong ban là phối hợp với chính quyền địa phương, với trung tâm điều tra kế hoạch thiết kế nông lâm tỉnh đã đi hiện trường thì bóc tách khoảng trên dưới 1.500 hecta để mà đề xuất với ủy ban tỉnh, lãnh đạo sở để bóc tách cái phần này lại và giao lại cho dân để người dân người ta canh tác. Cho tình hình dân số thì ngày càng tăng lên, áp lực nó tấn công vào rừng là rất là lớn, mà ở đây là chủ yếu người dân là sinh sống bằng nghề nương rẫy, nên chỉ là ban sẽ tiến hành làm việc với huyện, với xã, với Sở Nông nghiệp, với ủy ban tỉnh và đề xuất cái phương án sẽ bóc tách những cái phần này lại để giao lại cho địa phương quản lý để người ta canh tác sinh sống. Thời gian qua, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững cho các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn, nhưng việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư hoặc vốn đầu tư quá thấp. Hiện nay, các ban quản lý rừng phòng hộ đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc xung đột giữa các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số với các ban quản lý rừng phòng hộ vẫn còn xảy ra, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các đơn vị. Một thực tế khác là khoảng cách giữa các mốc ranh giới ngoài thực địa của các ban quản lý rừng phòng hộ quá xa nhau. Số lượng mốc ranh giới được cắm còn ít, trong khi ranh giới của các đơn vị quá lớn. Vì vậy, việc xác định ranh giới ngoài thực địa gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do không nhận biết rõ, một số hộ dân đã vi phạm quy định về bảo vệ rừng phòng hộ. Cá biệt, có một số trường hợp đã biết nhưng vẫn cố tình lấn chiếm đất của các ban quản lý rừng là một thực tế. Ở những cái điểm nóng là chúng tôi cũng thành lập những cái lực lượng chốt chặn, trong đó là có kiểm lâm là nòng cốt, công an, chính quyền địa phương, rồi các suất bảo vệ rừng của các chủ rừng, của các ban quản lý, các công ty, và tiến hành chốt chặn và kiểm tra, đánh giá và tuần tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những cái việc này. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng phải sử dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, có những giải đoạn nền vệ tinh, những phần mềm cảnh báo sớm để khi phát hiện có dấu hiệu là cái chỗ nào rừng thì chúng ta tiến hành để kiểm tra để xử lý kịp thời, tránh không để những cái vụ việc như vậy nó bùng phát thành vụ việc lớn. Đối với thực trạng xâm lấn rừng phòng hộ, thời gian đến các ban quản lý rừng phòng hộ sẽ tiến hành ra soát, báo cáo hiện trạng rừng sát đúng với thực tế quản lý, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra rừng,
kiên quyết không để xảy ra tình trạng khai thác, lấn chiếm rừng trên lâm phần quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý nghiêm thực trạng người dân xâm lấn cũng như khai thác rừng, chính quyền địa phương cần có giải pháp an sinh cho những hộ dân sống gần rừng, để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Có như vậy, tình trạng xâm hại rừng sẽ giảm, người dân sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng trên địa bàn.